Máy phun cắt Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào các bạn Hôm nay mình lại tiếp tục một video này hướng dẫn các bạn cách uh, cắt đề can Không dùng uh, có hai cái cách Một cái cách thứ nhất là uh, mở Korean thì các bạn cắt trực tiếp trên Korean Bằng phần mềm Focus 8 Thế mà cách thứ hai là bằng cái cách mà in, ấn in Ấn máy in thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn này đầu tiên các bạn mở ra này thì các bạn vào một cái trang cắt thì mình đã cài đặt sẵn cho các bạn đây rồi khổ là 55 hoặc là 58 đến 2 mét sau đó các bạn làm một phông chữ để đăng ví lấy ví dụ một chữ bất kỳ nhé ví dụ như là nếu mà phần mềm máy cắt thì các bạn phải làm rỗng cái phần này ra này đấy chuột phải vào đây đấy, chuột trái lên lên trên cái ô thoáng này đấy rỗng là ra các bạn ấn F12 thì có chọn mm này chọn 0,01 này 0,01 đấy enter sau đó các bạn ấn uh, máy cắt ấn vào lệnh máy cắt này này đấy. hoặc là Ctrl P cũng được sau đó các bạn chọn cái máy cắt đây ví dụ như máy máy cắt đây đấy, so so các bạn soi trước khi in và các bạn cắt đây ấn vào đây là soi trước khi in Đấy. và các bạn ấn uh, lệnh in cái là máy nó chạy đấy đây là cách thứ nhất cách thứ hai là dùng máy cắt thì các bạn có thể dùng cái cái focus 8 các bạn cài trực tiếp lên, lên, lên nó sẽ hiện lên trên này đây đấy. hiện lên trên này thì thì các bạn uh, ấn vào lệnh cắt này đây ấn vào lệnh này đây nó hiện lên đây thì các bạn ấn ấn tiếp vào lệnh đây là cắt này đây là chữ đây rồi đấy, phông chữ đây là cắt trực tiếp trên trên Corian nhé bằng phần mềm file 8 này đấy, các bạn ấn Pro này cái là máy nó cắt thôi Đấy. đây là mình đang hướng dẫn các bạn như thế đấy, có hai cách để sử dụng để cắt đề can trên máy cài Mimaki ấy, CG60ST và CG60SL